bỏ tiền ra mua một lô đất nhưng được sở hữu tới hai mặt tiền đường. Đó chính là lô đất mà em Hiếu giới thiệu ngày hôm nay. Giấy trọ này được sở hữu hai mặt tiền đường với 4 kiosk. Đấy, mặt tiền phía trước là mặt tiền đường BKMX 16m và mặt tiền phía sau là mặt tiền đường nhựa nhà nước, quy hoạch 18m, điện đường, nước máy, cây xanh đã đầy đủ, được xây dựng tự do. Đất thuộc tái định cư khu công nghiệp BKMX Bình Phước, thị xã Trơn Thành. Lô đất có diện tích là ngang 5, dài cho 30 và có hai mặt tiền nha. Em Hiếu nhấn mạnh là hai mặt tiền. Full thổ cư, xây dựng tự do. Anh chị có thể quan sát flycam máy bay của Hiếu thì thấy rằng là ở đây dân cư cực kỳ đông đúc. Điều đặc biệt là khi anh chị sở hữu lô đất này xây nhà để an cư lập nghiệp thì con cái của anh chị chỉ cần đi bộ để đi học thôi. Cách mấy bước chân của Hiếu đây, ở bên tay trái Hiếu đây, đi bộ khoảng 200m là chính là trường cấp 1, cấp 2, mầm non và ủy ban nhân dân phường Minh Thành, cùng ba trường ở một chỗ luôn. Đấy, đi bên phải em Hiếu đây khoảng 300m nữa chính là chợ Minh Thành. Đi chợ cũng rất là thuận lợi, đi bộ cũng được luôn. Nếu đi làm thì sao? Ở đây là trung điểm của hai khu công nghiệp lớn nhất của BKMX Bình Phước, với giai đoạn 1 là 300 ha và giai đoạn 3 chính là 2067 ha. Hiện tại nhà máy đã có khoảng hàng trăm nhà máy đã về đây và hàng chục ngàn công nhân đã về đây rồi. Lô đất này ở ra anh chị có thể xây thêm một vài nhà trọ, anh chị có thu nhập hàng tháng. Với giá trọ khu này đang dao động từ khoảng 1.2 triệu cho đến 1.5 triệu một phòng trên một tháng. Thời điểm bây giờ nha, còn trước đây là không có phòng nào dưới 1.5 triệu đâu. Lúc sốt những lô đất hai mặt tiền như lô này có giá giao dịch là khoảng 1.7 triệu với 1.8 triệu, thì hôm nay chủ đang cực kỳ kẹt chấp nhận bán lô đất này chỗ tay em Hiếu chỉ đây gần góc luôn, với giá chỉ có là 950 triệu. 950 triệu anh chị đã sở hữu ngay một lô đất hai mặt tiền như thế này rồi, đúng không ạ? 5 x 30 full thổ cư. Anh chị quan tâm tới lô đất này thì hãy gọi ngay cho Hiếu.